Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là QTS Mobile nha. Và mình hôm nay sẽ chơi Zuka tiếp. Để cố gắng chơi Zuka cho đến bậc S. Và mình cũng rất thích đánh vị tướng này vì vị tướng này khá là khỏe. Tuy bị giảm sức mạnh nhưng Zuka vẫn còn rất là trâu. Nhưng có những bạn lại bảo Zuka. Zuka. Rồi, xin lỗi các bạn nha. Tại pha lúc nãy mãi ăn mãi quá không kịp giới thiệu hết tại vì Zuka vẫn còn trâu lắm, nhiều bạn vẫn cứ bảo là Zuka bị giảm sức mạnh không đánh chết nổi con AD. Các bạn nên nhìn kỹ này, trận này mình sẽ cho các bạn xem luôn. Ôi rồi ôi trời, đã AD bên bạn thì lướt nhanh lắm, vừa ra được phớt bật lướt luôn thì quá ngon rồi. Dính dính nhá, mình chả gì xem dính hay chưa. À dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, một mạng nữa dành cho mình. Có ai cứu tôi thì mình đánh ngay ấy, hỗ trợ rất tốt luôn. Ừ, rồi Diêu định bắt mình nhưng mà không được. Thôi đi bạn ơi, thôi. Quả thế về Yudu mình đánh đủ bằng ngõ hay đấy. Không sao, Yudu đánh thế là hay rồi. Chú ý dòng bạn ơi, chú ý dòng. Xem nào, dừng với mình làm gì nhỉ? Áp sát thế, đã Nata cho một combo là chết đấy. Mình chỉ cần lên level 4 thôi. À đi, tìm bạn. Xác con mợ nó định luôn. Thôi, chuẩn bị chơi nào. Thôi đi. Lên đi yêu rồi. Bạn lên trước này, mình lên trước. Đấy rồi. Thủ đi bạn ơi, thủ. Rừng mình đã bị bắt rồi. Không biết chạy không này. Chắc là vẫn chạy được. Vẫn chạy được, vẫn chạy được. Mình lên phát này xem nào. AD nói mình không sợ nữa rồi. Rồi hay, lựa bố mình thì hay rồi. Xem bố mình mít mình cũng sắp đai nữa này. Thủ đi bạn ơi. Xem nào. Ăn con chim á. Đấy à, đấy à. Xem nào. Ôi giời, tưởng đến nào. Ý xì. Mà nam sinh gì mà gà thế. Cái môn tại ra nó không có chợ ơi, không biết thế nào rồi. À, bật bật bật. Bạn nam sinh mình hay nhất thế nào nhất. Nhanh nhất của năm 2017 đấy. Chú ý ở đây này, trong bụi bạn ơi, để trong bụi đi ăn, cứ đợi đây thôi. Ô hay nhỉ, bao nhiêu xin à đủ cho hàng này không giật mình. Ai rồi đau tê, ai rồi đau tê trong bụi bạn ơi. Thôi phê. Quấy rồi. Thế này. Ô sao thế nhỉ. Ôi giời ơi thanh niên. Lại áp ca rồi chắc thế rồi. Rồi ôi ông Yudu này là cái gì mà
Trời ơi, lượng 40.000 đánh hay đấy. Xem nào. Rồi, Laulia mình lên gank rồi, phản gank rồi. Phản gank của Zeus thêm bạn này. Nào, lộn lộn chết. Rồi, phải bạn ra các bạn ấy. Tay mình ra bên trên là mình phải bảo kê ở giữa. Bảo kê ở giữa. Bảo kê ở giữa. Bảo kê. Bảo kê ở giữa. Bảo kê ở giữa. Chạy làm sao nổi Zuka. Xem mà. Bãi giờ sẽ đi mình bảo kê ở giữa cho. Không được tùa ấy. Mình ăn luôn cái này mình. Ăn luôn. Ủa dự bố mình còn hay thế. Siêu việt rồi đấy. Đừng có đùa. Rồi. 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 Van Helsing. Van. 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 Van Helsing. Thôi thôi thôi. Thôi chạy. Không chạy được. Không có Nata ở đấy, mình chạy được rồi đấy. Thủ thôi bạn ơi, thủ thủ. Bắn chết Zeus nó vừa rồi. Thôi chạy đi chạy đi. Rồi 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 xong rồi. Bạn chạy chắn. Cấu gì đấy, cậu hai. Hai. À, lại ra giữa rồi. Được bố mình đánh hay đấy. Nhưng không phải dạng vừa đâu. Được bố thêm mình đánh hay. Công nhận luôn. Và mình sẽ cố gắng để thành Best Zuka. Rồi. Rồi, Yuru bị bắt rồi. À, ra đây. Yuru bị bắt này. Yuru bị bắt này. Rồi, ăn Yuru của anh này. Ai cho ăn mà ăn. Một thằng nữa chạy. Chạy thế thôi. Nhìn nhau nhỉ. Thôi rồi, choáng làm sao đủ. Không đủ cơ hội choáng ở đây. Rồi, tôi chạy nhiều nữa. À, ở đấy. Thế thôi, làm gì nhiều. Bây giờ chỉ được bé thôi. Dùng lỗi chân này. Mình đánh trận này khá hay nhất là dự bố. Xem dự bố thế nào. 4-0. Khá hay đấy. Xem nào. Tem nó đây tập hợp à. Đi ra tập hợp ăn rồng. Tập hợp ăn rồng. Tập hợp ăn rồng. Rồi rồng sẽ ăn xong rồi. Bây giờ chỉ bảo kê cho bạn ăn rồng. Ok. Tập hợp ở trên. Đấy, nhìn trên bạn ơi. Yuru thế nào. Thôi, chắc là... Đấy, mình biết mà. Rồi, rồi, Yuru 4 mình bị chấm dứt rồi. Claudia chắc là... À, đủ. Chạy đâu. Chạy đi đâu. Ngon luôn. Siêu việt. Bờ kêu không? Chị bờ kêu đánh cho mình rồi. Mà tàng vớ vẩn ra đây chết luôn đấy, không đùa được đâu. Thôi ra đây. Thôi thôi, ô ma thì không chơi nữa. Và bây giờ đi ăn con rồng con đấy. Cô thủ đối phiêu thế này, về đi. Win anh em, win nào, win nào. Win nào, win nào.
Queen. Chơi Queen nào, vẫn chơi Queen nào. Bình vẫn chơi lên. Xem nào. Ồ, được bố chết đó. Rồi anh được bố tôi về thủ 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 thủ. Đang rồng này. Đang rồng bạn ơi. Thủ rồi. Rồi hay đấy, tí mình hay rồi. Thôi, bị bắt rồi. À, cứu team này. Cứu anh em. Cứu anh em. Keeper kill lần hai. Zuka mắc khỏe. Không bị đùa với Zuka đâu. Không được keeper kill à? Mình cứ tưởng là keeper kill. Chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn. Và các bạn nhớ để lại một like và một subscribe cho mình nha. Và đó cũng là động lực để mình làm những video tiếp theo. Xin chào các bạn.